Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng kiên quyết xử lý trường hợp gây phiền hà chậm trễ cho doanh nghiệp bất động sản. Chỉ 100.000 môi giới bất động sản còn tiếp tục hoạt động. Thị trường địa ốc Hà Nội sẽ dịch chuyển sang phía đông. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1376 CDTTG Ngày 17 tháng 12 năm 2023, về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong công điện nêu rõ, từ cuối năm 2022 đến nay, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn. Qua đó thị trường bất động sản đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Song đến nay, doanh nghiệp và thị trường còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý, tiếp cận tín dụng, nhất là thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất nên thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện quyết liệt kịp thời, hiệu quả các giải pháp. Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhất là quy định về trình tự thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với các luật, tránh khoảng trống pháp lý. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản nhất là các dự án nhà ở khu đô thị khu công nghiệp lớn có tác động lan tỏa đẩy nhanh việc phân cấp ủy quyền cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết bộ xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án bất động sản kiên quyết xử lý các trường hợp gây khó khăn phiền hà xử lý lòng vòng gây chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền liên quan đến dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu. Bộ Xây dựng đề xuất thêm giải pháp mới hiệu quả hơn, thúc đẩy mạnh mẽ việc giải ngân cho nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị thông tin tại sự kiện chinh phục thị trường bất động sản 2024, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết đến nay chỉ còn khoảng 100.000 môi giới tiếp tục hoạt động, trong khi trước đó số lượng môi giới hoạt động ở lĩnh vực này đạt 300.000 người. Chia sẻ về sự biến động đặc biệt của thị trường bất động sản năm 2023, ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam thông tin Thời gian gần đây, có đến 70% môi giới bất động sản đã chuyển nghề hoặc rời bỏ ngành do tác động tiêu cực từ thị trường. Trong số ít môi giới còn hoạt động, họ vẫn phải đối mặt với thách thức từ sự cạnh tranh khốc liệt của ngành bất động sản. Chính sự cạnh tranh khốc liệt cùng nguồn cung thị trường khan hiếm làm cho giao dịch bất động sản trở nên phức tạp. Tuy nhiên, sự bối cảnh đó càng đòi hỏi người môi giới nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Việc Quốc hội thông qua Luật nhà ở sửa đổi và Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cùng sự xuất hiện của Luật đất đai sửa đổi trong tương lai sẽ cung cấp cơ sở giúp hoạt động môi giới trở nên chặt chẽ, đảm bảo được năng lực và chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, trước khi luật được triển khai, môi giới bất động sản cần tận dụng thời gian nâng cao năng lực, kiến thức của mình. Từ góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Dũng, Phó ban Pháp chế Hội môi giới bất động sản Việt Nam chia sẻ, hiện nay luật lệ đã phân chia rõ ràng về kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản. Ở giai đoạn hiện tại, dù thị trường bất động sản đang chứng nhưng vẫn mang theo cơ hội, Hãy lấy nguy thành cơ. Theo ông nhìn nhận, thời kỳ này cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể tập trung cải thiện, nâng cao bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng cho thời điểm thị trường phục hồi. Thưa quý vị, khoảng 10 năm từ khi Hà Nội mở rộng, bộ mặt đô thị thành phố lớn thứ 17 thế giới đã thay đổi rất nhiều, trong đó điển hình là dấu ấn phát triển thuộc hai bờ Đông Tây thành phố. Theo các chuyên gia sau một thời gian dài tập trung phát triển cho khu Tây, dường như room phát triển đô thị khu vực này đã không còn nhiều. Trong khi đó khu Đông với hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, đồng bộ và tiếp tục được đầu tư mạnh trong thời gian tới, được đánh giá cao và sẽ được quy hoạch thành cực tăng trưởng mới. Không khó để nhận ra điều này khi hướng phát triển về phía Đông thành phố đang rất rõ và được hiện thực hóa. Theo quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng. Ngoài ra, sự hoàn thiện của các dự án hạ tầng như đường vành đai 2 kéo dài cùng quy hoạch đường vành đai 4 sẽ giúp ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các địa phương khác, tăng thêm hấp lực tại phía Đông đối với cả những nhu cầu từ những địa phương lân cận. Không chỉ hấp dẫn bởi hạ tầng, khả năng kết nối khu Đông và một phần Hưng Yên như huyện Văn Lâm còn được đánh giá cao bởi giá bất động sản hấp dẫn hơn khu Tây. Trong khi mặt bằng giá nhà ở thấp tầng trong 6 tháng năm 2023 tại phía Tây là 157 đến 225 triệu đồng một mét vuông đất thì tại khu Đông mức giá chỉ là từ 158 đến 168 triệu đồng một mét vuông đất. Theo các chuyên gia, sự chênh lệch về giá giữa hai khu vực là bởi khu vực phía Đông hình thành và phát triển sau nhưng khá nhanh nên hiện vẫn còn khoảng cách giá như vậy với khu vực phía Tây. Điều này không chỉ mang đến cơ hội sở hữu bất động sản với giá tốt cho nhà đầu tư, mà qua đó, triển vọng tăng giá trong thời gian tới cũng là rất lớn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!